Bây giờ mình đang ở cái vườn mình làm vườn trưa giờ quý vị. Bây giờ mình bỏ công việc mình gác ngang lại, mình đi qua thăm cái máy nó làm cái vườn của anh Sáu hôm trước ngày thứ ba. Bây giờ mình chạy qua bển, mình chạy qua nó mình xem cái xe cuốc nó làm tới đâu rồi. Thôi giờ mình đi cô bác rồi. Bây giờ mình đi quý vị ơi. Đây mình đang ở cái túp lều lý tưởng, mình đang làm lũ củi đây, mình nhớ lại. Thôi bây giờ mình chạy qua bển tí xíu. Đây là cái dừa sau cái trại mình. Sửa chưa xong không có gì mà thôi đi. Bây giờ mình đi công việc tí đi. Này, trở lại cái tích liệu lý tưởng của mình. Đây là cái kiệu này. Ngày xưa là cái kiệu này mình dùng ở trong cái nhà lớn. Ngày xưa là mình để chứa nước rồi đó quý vị. Bây giờ nó đã thay thế bằng cái nước nước máy rồi. Mình không sử dụng nữa. Bây giờ mình đang ở đây mình hứng nước mưa mình sử dụng. Cây cối rồi mình gom ra hết, cây vàng là mình gom vô đây hết rồi. Cái kiểu lý tưởng này, cái túp liều này mình lợp bằng cái loại lá tàu cái gì, lá dừa nước á, là nguyên tàu luôn, chứ mình không có lá trầm đớp. Đầu tiên là mình lợp lá tàu, sau mình phủ lên thêm một lớp thiết nữa, đã hai sát rồi. Ở cái trường nó mát cũng không có nắng. Rồi bây giờ mình chưa mình làm nghỉ mát, mình vô cái liều này mình ngủ đây, nghỉ đây. Bây giờ mình rời xa cái liều này, mình đi về bên cái vườn của anh Sáu. Thì ở bển này máy là biết bữa nay bữa xong chưa, ngày thứ ba rồi. Ngày thứ ba mình cứ quay cái clip liên tục. Đây cái xe rùa đây, làm việc vườn thì nó cũng không có gấp lắm mấy gì, cứ rảnh việc thì cứ mình làm la ra nhà, không phải công việc cơ quan mà nó hối thúc. Công việc của đồng áng ruộng vườn thì nó không có kết thúc cái gì, nó cứ làm trôi đi liên tục vậy thôi, chứ không có điểm đầu điểm cuối. Giờ bây giờ mình bỏ ngang mình đi không ai làm. Bây giờ mình đi. Đây là cái điểm này là cái vuông cao của mình gác cái nút này. Bây giờ mình đi tắt luôn, mình không đi vòng, mình đi tắt cái đường này đây. Đây quý vị thấy con đường đê này đẹp nè. Đó, mình đã chỉnh chu cái con đường này để là mình cái xe rùa nó đi qua đường này đủ gì. Có nghĩa là cái bờ mình nó sẽ sau này nó sẽ đi vòng quanh luôn, vòng quanh tất cả bốn cái bờ này nó đều là để xe rùa đi được hết. Sau này mình thu hoạch dừa thì mình để xe rùa theo đường này, ba cái bờ sổ xuôi, cái đầu nó không bị hở gì, cái đầu nó khép kín. Bây giờ mình đi. Mình đi tắt qua bên nhà anh Sáu rồi. Cái vườn của anh bên này rồi chưa? Thứ ba rồi thì chắc có lẽ là gần rau rồi. Nếu không rồi thì không còn bao lâu, không còn bao nhiêu nữa rồi. Cái vườn anh cũng khá là nhỏ chứ không có lớn. Nhỏ hơn vườn mình lúc này, chứ lớn hơn cái vườn của mình. Bây giờ cái ao của anh Út anh trồng bông súng hết rồi đây. Bông súng Hòa Lạc cũng vậy. Mình có quay một đoạn hai anh em của anh Út anh trồng bông súng đó. Mình có ghi hình thì bây giờ anh đã trồng tết rồi cho anh luôn cái gì.
bây giờ ở trên cái phần bờ thì trước tiên bây giờ anh trồng chuối giống như mình nói bên kia cái gì lấy ngắn nuôi dài. Bây giờ là anh cho anh trồng chuối lên đây, ăn chuối luôn nó cũng trồng này. Bây giờ mình đi đường này, đường này là cái chỗ này là cái máy cắt mà Kubota 2 chiếc, Kubota X105 nó xa lại ở chỗ này nè. Bây giờ mình đi cái đầu lúa bên này xả xanh rồi. Chỗ này là hôm trước cái máy kéo nó kéo hì hục ở đây nè. Để tắt qua bên kia luôn. Cái ruộng này nó xanh không hết trơn này. Cái chủ ruộng này, chủ ruộng này cũng một cái cháo cũng làm được cái gì. Đầu tiên thì bơm nước vào, rồi xịt thuốc ốc. Rồi bây giờ anh ngâm bữa hai bữa cho ốc nó chết rồi cái. Xong rồi anh ấy bơm nước cho thêm vỏ thân như vậy. Đây, bây giờ mình đi gần tới cái vuông, cái bờ vuông của anh Sáu ở đây. Xịt, chúng xịt này. Giờ mình đi tới cái vuông này. Đây là cái vuông. Quý vị ơi, đây là cái vuông hôm trước mình có ghi hình một đoạn của cái máy bên cái bờ nút không ảnh làm xong mà cái cô bé nó đi qua bên đây làm tiếp một cái bờ của anh thứ sáu. Đó, hiện giờ thì cái cô bé này làm được hình như là một nửa quý vị, có nghĩa là ba bờ xuôi mà anh cô bé này anh làm như vậy là được một bờ rưỡi đó. Có nghĩa là đi được nửa đoạn đường quý vị, có nghĩa là ba bờ xuôi chặn ngang đó này sẽ có một cái bờ ngang và cái đường nước dẫn ra thì ngay góc này. Đó, bây giờ mình sẽ đi lên một đoạn cho quý vị xem. Cho quý vị xem là cái bờ này ảnh làm như thế nào nha. Đó, bây giờ là mình đang đi trên cái bờ cũ của ảnh này, cái bờ lúc xưa mà ảnh làm đây. Đây là cái khuôn bao này, cái bờ này là cái khuôn bao đê bao khép kín luôn quý vị. Nó cái bờ khép kín luôn, không có nước ra vào được. Thay vì cái mặt ở trong là để ảnh cái mặt nước trong ảnh ở đó là chăn nuôi quý vị. Ảnh chăn nuôi tôm cá gì đó. Nói chung là chăn nuôi đó, chăn nuôi thủy sản á. Mình không biết chính xác là cái gì. Thì ảnh bây giờ ảnh cải tạo lại. Anh cải tạo lại ngày xưa thay vì một cái vuông bao ngạn khép kín gì đây, ở trong là một cái ao, là thành một cái ao bơm nước, thành cái ao lớn. Nhưng bây giờ anh cải tạo lại thành ba cái bờ sụa, nó vuông góc với cái con sông Cái Sắn, nó có nghĩa là vuông góc với ấp Chiến Lược á. Đây khá là sâu cái gì. Mốt cái bờ này khá là sâu rồi. Đây, cái gì xem này. Có nghĩa là hai cái bờ cũ đi thẳng xuống phải không? Thêm ba cái bờ mới nữa là năm cái bờ đi xuôi, đi vuông góc với cái con sông Cái Sắn. Đó, bây giờ ảnh đã hoàn thành một hết khoảng một nửa công trình này rồi. Đó, quý vị thấy đây.
bây giờ cái công trình này cũng là vĩ đại lắm á, cũng rất tương đối là khá lớn á. Để mà đi ở đây có bị lún lại gì không? Đi cái đường này chắc có lẽ đi đường này đi, hơi lún chút không sao gì đó. Đó, quý vị thấy hình thức này vậy đây. Đây, một cái bờ mới đã hình thành này. Cái bờ đê mới đã hình thành được 1, 2, 3, 4. Cái mặt này có khoảng 5 mét đó quý vị. Và cái chiều sâu của cái 1, 2. Cái chiều cao từ cái đáy ao này cho đến cái mặt ao là có lẽ là khoảng 3 mét quý vị. 3 mét có hơn. Quý vị thấy đây. Giờ mình đi trên ruộng tới mình về thì anh tài xế này anh nghỉ trưa rồi quý vị. Đó, quý vị nhìn cái bờ này. Cũng một chiếc máy này nè quý vị. Chiếc máy làm cái bờ mình rồi làm cái bờ của vua Anh Út xong. Rồi vua nước xong là ảnh chạy qua đây cắt ngang cái ruộng lúa và ảnh qua đây ảnh làm luôn cái bờ bên đây. Đây, đây, quý vị xem đây. Mình đứng ở trên cao là nó, ở dưới nó thấy nó hun hút luôn quý vị, rất là sâu luôn. Nhưng mà được có một cái là anh này ảnh đánh mái bờ rồi, ảnh ép mái bờ rất là chặt. Thành ra khi mình vô nước xong rồi mình yên tâm là cái bờ này rất là chắc. Rất là chắc, chắc chắn luôn. Đó. Và ảnh sẽ thêm hai con mương nữa quý vị. Hai con mương nữa thì thành một ba cái bờ. Đây. Cái đầu phần trên này là ảnh chưa có làm này, chưa có làm xong này. Nói chung là công trình này gần được một nửa rồi gì à. Tài xế đã nghỉ trưa rồi. Mình đi công việc gì thì tài xế nghỉ trưa rồi. Thì bây giờ tạm thời là mình ghi nhận là vậy đi, rồi chừng nữa mình tiếp tục mình đi hình đợi lại cái lúc mà gần xong. Đó, cái chiếc 045 đó gì. Cobenco đó. Tại vì lý do là cái phần đất mà để lên cái phần bờ này nó không có không đủ đất để mà đê cho sát mé thôi. Thành ra phần mé này nó tách riệt biệt với cái bờ cũ. Cái bờ cũ thì nó cao hơn cái bờ này tầm 1 mét. Cái bờ cũ anh đã lên rồi cao hơn cái bờ mình mới đào lên khoảng 1 mét. Là anh nói là để làm bao ngạn luôn, anh giữ nước lũ cũng không có tràn vô được luôn. Rồi, thế là mình đi trở xuống cho quý vị xem. Hết đường đi luôn vậy. Cái điểm này là hôm trước mà ảnh đi từ cái ruộng bên kia qua nó quý vị. Cái điểm này nè, nhìn ngang bên kia là cái bờ của anh Út anh mới vừa xong. Và cái bờ bên kia đó là bờ dừa của mình đó. Cái bờ dừa mình thẳng thấp á. Anh làm từ phía dưới anh làm lên tới trên đây. Là cái nơi cái phần mộ của ông anh Út kế bên đất của mình đó là xong rồi thì ảnh đi cái đường này đó quý vị. Lúa xả rồi mà xin chủ đi ngang cái đường này đi qua bên đây.
đi qua bên đây và bây giờ trở lại đây là qua ngay trên chỗ cây me này, ngày hôm qua mình có ghi hình này. Thì bây giờ xuống cái bờ ruộng này, xuống cái bờ ao này, bây giờ sử giải quyết làm ba cái ao đó. Và mình ghi hình thì mình chỉ cho quý vị xem cái bản vẽ luôn, tại ngày qua qua đây thì ảnh có dẫn mình ảnh cho mình coi cái bản vẽ này. Và đây anh sẽ làm một cái bờ ngang quý vị, sổ xuôi xuống đây. Rồi anh sẽ làm một cái ao. Cái ao ngang nó sổ rồi đó, tới cái đầu cây này đây. Rồi ở đây cái ao ngang này, anh đào một cái ao đây ngang ra chỗ cái đường cái sông Tác đó. Và anh quăng đất vô cái từ cái mấy cây này nè, quý vị thấy cây này ha. Đó. Đó là một cái bờ áp vô cái bờ cũ quý vị. Đó, cái hình thức anh làm vậy đó. Ngày qua anh có đo, anh đưa các bạn vẽ mình xem là vậy đây. Đó, áp vô cái bờ cũ. Nhưng mà cũng không tới quý vị, nó cũng như nó cũng hở ra khoảng 2 mét vậy đó. Và có nghĩa là ba cái ao xuôi, một cái ao ngang, và nó thông với nhau là ra chỗ cái chỗ nơi mà anh đặt cái máy anh bơm nước ra vô đó. À, bây giờ mình lên bờ rồi đây. Rồi thì nữa công trình nó tiếp tục, rồi khi hoàn thành là mình sẽ ghi hình cho quý vị xem là cái máy này nó làm công trình này ở đây xong là coi như đã hoàn tất cái hợp đồng của ba công trình. Thì anh sẽ trở về Tân Hiệp Kiên Giang anh làm, rồi anh sẽ trở lại làm cái bờ của mình. Đi tới lần nào xe cũng người như đó. Cái vuông, cái bờ vuông của anh Sáu anh đó. Anh xong rồi thì cái gì có nghĩa là anh đi được 2/3 đoạn đường. 2/3 đoạn đường chỉ còn 1/2 đoạn đường nữa xong. Đó, quý vị thấy chưa? Có nghĩa là mỗi cái bờ ao mà đều có cái ống luôn. Cái ống này là cái ống bọng nè quý vị. Hôm trước có một số người hỏi cái ống bọng là cái ống gì. Ở dân miền Tây thì gọi cái ống này là cái ống bọng nè quý vị. Cái ống này là cái ống 3 tắc. Ống này chắc ống 3 tắc quý vị ơi. Nó to vậy đây, là mình kêu cái ống bọng. Còn cái ống dẫn nước, mình xài nước của nước sinh hoạt là cái nước phong tên đó, là cái ống PVC ống nhỏ. Còn cái ống lớn, cái ống bọng để khui nước ra vô nè. Có hai trường hợp đặt ống quý vị. Nếu mà đặt ống như vậy trên bằng mặt ruộng là cái ống nổi, có nghĩa là bây giờ anh để cái bọng trên cái mặt đất liền thì kêu là ống nổi. Còn nếu mà mình đào sâu dưới cái phần đất trên mặt này mình âm nó xuống á, kêu là ống chìm. Đó, là cái ống bọng chìm, nó sẽ sâu hơn. Còn cái này anh không có cần anh không có cần mà lấy nước sâu, anh chỉ để ngang mặt rồi anh thả đất ngang thôi. Bây giờ mình sẽ bước lên đây. Cái ống này rất là cứng quý vị, cứng mà dạng ống bình minh nè. Bây giờ là cái khu bờ nè, cái khu đìa, khu ao nè, và bờ nè. Như hôm trước mình có ghi hình, mình có nói với quý vị rồi đó. Đây, anh yêu cầu anh cái ao này múc gì đây. Cái ao này hai cái ao xuôi và một cái ao ngang, có nghĩa là ba cái bờ xuôi một cái bờ ngang quý vị, là bốn cái bờ. Thì đến đây thì
thì anh nói là cái bờ này là anh biết chắc chắn là không có đủ đất áp vô cái bờ cũ đó, thành ra thấy đây là một cái ao nữa nè. Một cái bờ nè, hai cái bờ nè, ba cái bờ. Thế là ba cái bờ xuôi quý vị. Ba cái bờ xuôi, một cái bờ ngang. Đó, tính theo cái bờ mới thôi gì. Còn cái bờ cũ là tới năm cái bờ xuôi lận. Đây nè. Một cái bờ cũ. Đó, trồng dừa rồi đó. Hai nè. Ba nè. Và cái bờ sắp bỏ lên đó là bốn nè. Cái bờ cũ bên kia là năm. Và bên đây là cái bờ ngang thì hai cái bờ ngang nữa. Là bảy cái bờ đó quý vị. Bảy cái bờ. Và hai cái mương mới quý vị, hai cái mương xuôi. Thôi mình tính cái bờ mới đi. 1 2 3. Bốn cái bờ mới. Và cái bờ bao ngạn xung quanh thì mình không tính. Bờ cũ nó có nên nó khe nó khép kín quá vậy. Thì có lẽ là ảnh nói là hai cái ao mà mới múc xuôi này cũng sẽ đặt mộc ra luôn, nhưng mà hiện giờ anh chưa có đặt kịp. Thì hiện thời thì anh cho nó nằm gì đây. Và đây hồi nãy mình có nghe chạy máy chạy rầm 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 đang hoạt động, mình qua đây cái ông tài xế ông vô cũng kêu đó gì đó. Thì bây giờ cái ảnh còn đi cái đường này ra nữa nè, ảnh đi cái đường này trở ra nữa là cái máy này đã hoàn tất cái công trình này nè. Quý vị thấy đây cũng là khá là ở chỗ này thì cũng khá là cao quá vậy, cao lắm này quý vị thấy. Nhưng mà đã có một cái là hiện giờ thì không có mưa cái gì, mưa thì cái chỗ này rất là nguy hiểm, nó rất là sâu luôn. Mình đổ đây dưới lên chắc có khoảng hơn 5 mét, 6 mét. Cao ghê chưa. Bây giờ cái ao này là cái ao cuối cùng quý vị. Mình không có duyên với ông tài xế này chưa giờ, mà nghe múc rầm rầm mình đi qua đây là anh bỏ máy anh đi vô nữa rồi. Đây quý vị thấy cái bờ thẳng thành tắp luôn, thấy không, thẳng lì luôn. Cũng khá là quy mô quý vị. Tính theo cái ao cũ ha, thì bây giờ mình tính lại theo cái ao cũ là nếu mà nó khối hộp vuông á thì bốn cái góc cái ao này nó là bốn cái bờ rồi. Bây giờ hiện giờ phát sinh thêm bốn cái bờ nữa là tám cái bờ luôn quý vị. Ba cái bờ xuôi và một cái bờ ngang lấp súp đó là tám cái bờ, kể cả cái đầu dạt hai cái bờ nối nhau thì mình không tính đó. Nếu mà tính luôn cả cái mối liền của các cái ao là nó tới 9 cái bờ đó. Nói chung là ảnh chủ yếu ảnh lấy cái bờ quý vị, lấy cái bờ và cái ao không biết sử dụng cái gì đây. Cái bờ này ảnh chắc cũng trồng cây, nghe nói cái cây gì nó cũng có giá trị á.
gì thấy rất là công trình rất là vĩ đại không? Bây giờ thì có nước rồi, nhưng mà chắc có lẽ là ảnh khi mà ảnh làm xong cái ao này thì ảnh có lẽ là ảnh sẽ cho nước vô liền, chứ ảnh không để dám để lâu đâu. Tại để lâu mưa xuống là rất nguy hiểm, tại cái bờ này quá cao đi. So với cái ao á, cái ao đào nó sâu, thấy cái bờ nó cao quá vậy. Nếu mà cái bờ mình to so với mặt ruộng thì nó khoảng mét mấy thôi. Nhưng mà khi mà anh lấy cái ao mà nó sâu xuống để mình lấy đất mình bỏ lên cái bờ này thì nó trở thành nó quá sâu. Nhìn cái bờ thì rất là cao. Đó, chắc có lẽ là mình sẽ quay lại một quận nữa rồi. Quay lại quận nữa để mình xem cái công trình của ảnh này sao. Quý vị thấy công trình này cũng vĩ đại á, sao chỉ sao cái công trình của anh Út thôi, còn công trình mình rất là nhỏ bé. Công trình thì mình chỉ có một cái bờ mà nó dài hơn thôi, nó chỉ có chiều dài nó dài hơn cái này thôi. Nông dân ở đây thì chỉ có ruộng với bờ với ao thôi quý vị, mà mỗi người theo canh tác làm kinh tế khác nhau chứ không có ai giống ai hết á, kể cả anh em ruột trong nhà luôn. Mỗi một người làm một ý, nó không có bàn là chỉ tư vấn nhau về cái vấn đề thôi, sơ khởi thôi. Chứ nói chung là mỗi một người một ý làm khác nhau. Đây, quý vị thấy cái ống bọng đặt ra nữa nè. Này. Đó, thấy chưa? Quý vị thấy rõ chưa? Cái ống bọng, mỗi cái ao có cái ống bọng nổi đó. Cái đó là bằng cái mặt đó quý vị. Bằng cái mặt của cái đá ô cũ á. Rồi, thế là mình sẽ ghi hình một vòng cho quý vị xem nha. Đây, đây hình thức đây. Đây quý vị, này bờ ngang quý vị. Rồi, thế là mình xin tạm dừng tại đây quý vị, chiều nữa mình sẽ ghi hình tiếp. Chứ bây giờ em tài xế em cũng ngừng rồi. Thôi, bây giờ hẹn lại cái đoạn kế tiếp đi. À, mình sẽ chuyển tiếp tục. Trời ơi, hôm nay mình theo cái ông anh này. Mình sẽ đi về cái... Mình theo ông anh này, mình đi về cái bờ của ông anh Sáu này, cái gì? Bờ ông anh Sáu này, ông... Đủ luôn anh sao? Đó, cái đường này hôm trước là cái cô bé đi nè quý vị. À, bây giờ anh em lộ ra cái đường cái cô bé hôm trước đi nè quý vị. Lúa đợt này lên êm anh Sáu ha. Ủa à, anh Sáu cái đường cái máy cuốc đi nè, ông Tư không có chịu không anh Sáu? Dạ. Nó
cái nghề cái chỗ. Rồi, nào bây giờ cấy cây không mau đó anh Sáu ơi. Rồi. Mà đất mé này cũng vậy mà. Không có thiếu đâu. Mỗi lần làm xong không có bờ là mừng hết lớn hết không. Đám thái ấp ủ mình làm mà làm không không có rồi cái nó ấp ủ hoài. Hỏi vừa thăm các bà anh sợ mưa không chết luôn, sợ quốc nó mưa lớn không. Bữa anh với anh Út đi đó thấy qua quá xem quá trời nữa. Đó bữa nay lên nước đầy đặn là ngon lành rồi đó anh chắc cái bữa hả. Đó, bữa nay nước xanh dờn luôn sao. Ủa bông súng như cũng ló đầu rồi anh Sáu. Không mà cái bao ngạn của anh là chủ động nước được mà. Mà đó mùa nước bơm cho anh. Có nghĩa là trong cái khung bao này là không thể nào ngập nước được rồi. Trong cái đề bao của anh. Nhưng mà xung quanh cái này thì cái đường nước nếu mà nó có ngập chăng thì anh đặt ngoài này anh bơm nó cũng ra trơn phải không? Bây giờ cái đó anh tưới sao? Mà anh tưới đâu có nhiêu cây đó, nó cũng cổ thụ hết rồi. Ủa anh Sáu, cái dừa đó là anh nói kia là cái dừa đó, dừa gì? Ẻo hả? À là cái nó kêu vàng ẻo đó hả? Mà cái đó mình bán được không? Nó ngọt hay sao? Nó gắt hả? Gắt. Anh lấy giống từ đâu ạ? Mỗi lần cái này hàng quán nó đi xuống hốt mà. Học dưới á, lúc nó học được cái nó sẽ sinh hai trái, mình ươn lên được trái. Rồi trồng cái nó có trái nữa. Còn đó rồi nó chết đi. Được trong năm mới buồn, một buồn nó mấy chục trái là nó cuốn hai ba trái nữa. Một loại dưỡng nước nó nhỏ rồi nè. Cụ bán Tết đó là... Bán chân đó hả? Chiến đó nó tôi bán còn 20 ngàn trái, 20 ngàn. Không biết là phải cái gì anh nói không em. Đợt đó đi vô cái đường cái này hơi cao. Cái đường mà đi tắt từ bờ cầu Bình Thủy đi qua Long Tiền á, cũng có một cây dừa mà nó cao nha. Nó cao giống cái dừa cao mình đó mà nó trái cũng vàng ẻo kêu là trừ giống dừa Tam Quan ở ngoài Nha Trang vậy anh Sáu. Rồi cái ông bảo vệ ông nói của cái trường mầm non ông nói để nữa hái ông hái ông chia cho cuối cùng cho số điện thoại ông không mấy rồi bỏ luôn tới giờ. Nó mới có được có đâu 5-6 buồng nè, tôi bán năm đầu. Tôi chừa lại 2 buồng khô đó. Nó qua Tết rồi chừa lại 2 buồng cái đâu hai mấy trái vậy. Mà tôi ương nó lên được có chục cây. Nhưng mà sao nó khó lên quá. Dạ. Rồi chục cây tôi cho với tài đắng cây đó. Ủa vậy là anh cái này anh có ương lại anh trồng đó hả? Rồi mới ương lại cái cây chết rồi. Rồi mới ương lại được chục cây vậy, cây chín cây. Cây mẹ chết hả? Đua ăn chết chứ dừa anh chưa đủ lão mà. Chưa. Ủa anh thấy lên như cái bờ nó ra nước hay gì sao? Bờ. Có lượt chân hả? Có, còn lượt hết trơn á. Kỹ quá trời kỳ. Không ra nhìn cái kinh nó khô tưởng nó cái kinh không vô nước được. Mới nói nãy nói với Út Phúc nói phải anh Sáu anh có cái mướn được cái chẹt gấp á nó gấp có cái đường nước vô. Mà nước lớn vô đó hả anh Sáu? Tính ra cái mặt ao này nó cũng bự rồi anh Sáu. Rồi cái mặt ao này đi coi cỡ khoảng 7 thước thôi anh Sáu. Rồi đó. Mặt dưới là 7 thước rồi đó hả? Quá im ha. Ông cái khúc mặt bờ này thấy gạt thấy bộ ngon nè. Gạt ngon hơn mà cái gạt ở bển làm. Bây giờ cái bển làm lội xồn hết trời. Gạt đó làm của anh nhà gì?
Dạ. Hả? Không sao, có một chút không sao. Thì nói chung là bây giờ vô nước là thấy đẹp trai rồi đó. Còn có hổm thấy hồi hộp quá trời. Cái bữa anh đi qua bển quay một mình, qua đây ghi hình mình là thấy ghê quá trời ghê luôn à. Lỡ sợ mưa mưa như mưa lớn bữa đó đó là chịu không nổi. Anh thấy không, cái bờ trên đầu trên bị sụp đó, mà vô nước cái là nó im ra liền, thấy không? Rồi giờ anh bển khai bớt hả gì? Nước này tốt quá anh sao? Anh vô nước trực tiếp mới xong luôn mà. À, đâu bằng của anh. Hai cái mặt nước anh nhìn thấy khác liền. Kia mặt nước kia nó thấy có màu hơi phèn. Thấy bờ hơn hai. Sao? Nó ở trà ha. Cô đồng mình ha. Dưới đó hả? Bây giờ 50 hả? Trong chừng mô hình đó là không đụng hàng đó nha. Tại vì cua là hàng hiếm, ít có ai xài, ai nuôi lắm mà. Chỉ có thục thôi. Ủa vậy anh đặt cua giớn hả? Có chạy giớn ha. À, đang mua bỏ đó hả? Anh Sáu gì lỡ bữa nào anh bù anh bò ngang lò bò không? Cua coi chừng nó cắn con súng anh. Ấp nền mà. Không, anh được có cái vuông này là thấy cái anh chiều lên ra anh ngắm cảnh nó cũng sướng nữa ha. Chứ ở trong nhà muốn ra ngắm cảnh đâu có chỗ nào trống mà rắm ngắm. Vì là ấm mà. Anh em mình về hưu được anh Sáu ơi. Mọi người nói ta sao mày về hưu sớm là thôi về hưu được rồi. Ừ, chị Linh ơi. Từ năm mấy 60 là được rồi. Xe móc tuổi gì anh Sáu? Dần mẹo ha. Ấm gì dần anh Sáu? Giáp ất bính binh mậu kỷ canh tân nhâm, vậy là ổng là tân mão hả? Canh tân nhâm quý à, anh sao anh quên sao tưởng được trước quý mẹo. Ủa như vậy là cái bọng ở ngoài đó là cái bọng mọi lần mình đặt trước là cái bọng nó sâu đúng không anh Sáu? Thôi à, mình đi bọc qua bên đây mình thăm quan khúc này coi. Bữa hổm đi qua hai lần mà không có gặp anh. Bữa trước thì máy đậu nghỉ, bữa sau nữa anh đi vô phút là cái bữa đó đi qua cũng cái máy đậu luôn. Thấy ông chạy tè tè cái mình qua cái ông đi đâu mất tiêu. Là buổi chiều đó là ông xong ông đi luôn đó. Tương lịch đó hả? Nói chung là bây giờ bà mương đục anh nó thông thương nhau chứ không phải không? Hai đầu luôn đó anh Sáu? Đặt không hai đầu luôn. Rồi cái đầu này nó có sức còn cái kia. Bên trong vậy còn bên ngoài thưa. Mà cái này anh chủ động nước anh không sợ, ví dụ mà có đợt nào mà nước mà lũ cao quá thì anh chịu khó anh đặt bơm chừng 5-10 bữa nửa tháng thì nó hết đỉnh cao của nước lũ rồi.
đó, khu bờ anh làm được gì là lý tưởng rồi nè. Nó có cái giỏng nữa. Đi qua qua chỗ này coi, chỗ này thấy nó cạn nè. Anh có phải móc không? Có phải bằng bới lên không? Đó, bơi lên hả? Đây. Ủa anh này anh bơi lâu mà anh sao? Mới bơi không hả? Chỗ mãi luôn không? Gì là như dư nước rồi? Gì là dư sức được cái ao luôn rồi? Ở đây là cá cha nè. Ủa bên này nước đẹp hả anh sao ơi? Bữa hổm vừa qua kiếm anh gặp chị Sáu là bữa hổm nó lên sình dữ lắm luôn. Ừ. Cái này mà anh thả qua cái là cái này cái chài giải xuống dính vậy sao? Đúng rồi. Ừ cái chài mà thảy xuống cái là nó kẹo nẹo luôn á. Về đây lo hả? Khu này nó cũng bít hết trơn anh ha. Ủa vậy là anh Sáu xài nước không tên hả? Giờ dẫn ống ra đây luôn hả? Xài nước mưa sao? Rồi. Dạ. Cây măng cục lại dùng mình là hiếm nha. À. Cái này anh mua cây hay sao? Mua cây một lần bầu á. Chiếc nhánh hả? Không biết sao. Mua cái bát bầu mấy. Sao anh mua chỉ có một cây à? Sao nó thụ phấn chéo được? Có nhào luôn. Đợt đó mua ở vô Phong Điền đi mua ba cái dâu đó Sáu, vô Hạ Châu đó. Ông nói ông bán 40 cây mà ông phải có 10 cây đực. Ừ nó mới đậu trái. Còn không biết cái loại này thôi, tùy theo loại mình cũng không biết nữa. Cái mận này ăn được không? Ăn phước luôn hả? Ừ. Cho bển chậm thì nó dầu đục trái chứ anh ơi, ăn được. Là nó chích. Ừ. Chậm mới được chứ con. Không có chậm. Trái gì bỏ trong cái vỏ. Trái nó hấp cả bự ra. Trái. Trái luôn. Nó đâu có chơi dòi úng gì hả? Ừ. Như vậy là cái ao này là anh thả cá cha xuống đây. Cái này là cá cha hay cá vô? Cá cha. Có nuôi cá vô à? Mùa đếm mà lâu lớn quá. Lâu lớn à? Từ cũng có thể nè. Cây mà nó nuôi nó thì cũng được. Còn... Anh tự tầm hả? Không nuôi đâu? Mấy chục con. Chứ đâu có bằng mình thả này anh ơi. Cái này mới được. Bỏ vài năm thì được tự. Ừ. Khoái rồi, khoái cái vuông anh rồi đó. Tại ở bển thì cái diện tích đất nó không có cho phép. Cho anh đưa lên được cái khu này quá trời rộng rồi ngon rồi. Vậy là cái đường này không có thông ra được anh sao? Có không? Đặt bọng ha. Ừ đặt cái bọng để cho nó thông. Dưới nó không có bị ôi nước. Mận đây nữa nè cũng trắng giả chơi nữa nè. đủ loại rồi hả? Ừ, không ăn được. Anh Sáu vậy là cái bờ này anh có chuyên canh không hả? Là cây tạp, có mai đó hả? Vậy chắc cái bờ này đẹp trai rồi, chắc vài bữa cái bờ đó cũng đẹp trai là. Vậy là ngon rồi. Có nghĩa là anh làm xong rồi hoàn tất là anh đi vòng quanh là nó sạch sẽ rồi đó. Vậy hả? Đó, vậy
là ngon lành rồi đó. Bây giờ chỉ Vĩnh Chu lại tí xíu thôi. Hôm gại thăm bà anh Sáu mà chưa có hoàn tất, bữa nay qua thăm là cái là hoàn tất ăn cánh thành luôn. Gì anh sao? Đâu? Rau dừa này bây giờ hiếm rồi sao rồi? Có rau dừa châu thì bây giờ nhóc luôn. Còn rau dừa đỏ này không có nè. Gắn ương giống cho nó khá khá đi, chừng nữa gầy giống rồi thôi. Anh Sáu, hôm nay cũng có rau ngổ nè hả? Ở bển thì rau ngổ nhiều lắm. Có rau ngổ của ông ba đó. Chị chồng. Cái ông chơi gì vậy? Cái anh thấy. Ở bển thì xem hỏi xin chị hay là ăn mớ rau găm với rau ngòm á. Đâu anh hái cho xin nhánh đỏ về ương mình sao? Nhánh đỏ này tìm rồi bây giờ cũng hơi hiếm á, thị trường bây giờ hiếm không có. Bây giờ trồng giáp rau găm với con ôm mày. Thôi được rồi, được rồi. Này rau dừa này. Hồi đó mình chưa rau dừa gì anh sao? Rau dừa cơm là nó màu đỏ không vậy? Còn rau dừa trắng là cái cọng nó trắng mà cái lá nó to lắm. Trắng mình ăn cũng vẫn được mà lá to hơn. Còn cái gì châu là cái bề này lông không? Dạ dưới đó ha. Dạ dưới lông không? Dạ dưới lông không mà nhìn cái cọng nó to quá sao ăn anh? Ăn được, cái gì trắng nó có cái không có lông ăn được. Mà nó trắng, còn này là cái rau dừa này ngày xưa là các cụ ăn rau dừa mà chấm mắm chưng hay sao? Mắm chưng mắm khoai gì đó. Tất thật hả? Vì bả mình ương. Bây giờ không dám ương chứ sợ đi nè. Y ương trên mé đất ướt cho nó bò. Ở khu của anh là biết là thế nào cũng có đồ quý. Sao anh? Rồi vậy tắm rửa nghỉ ngơi anh Sáu ơi. Rồi cảm ơn anh luôn. Anh xin chào anh Sáu, anh xin gặp lại anh chị đó. Giờ mình sẽ ương giống cái này. Hàng này hàng quý hiếm. Thôi vậy bye bye anh ha. Vậy anh Sáu ơi. Rồi. Đây ghi hình một vòng cho quý vị xem nha. Đó anh Sáu anh đang đi về nhà anh rồi đó. Giờ quý vị xem ở đây là cái khu ao của anh Sáu đã hoàn tất rồi. Chưa Tư. Từ bữa nay đi ăn khánh thành cái bà của anh Sáu. Không có gì là cũng đẹp quá anh Tư ơi. Vậy là thấy là mê ly rồi đó. Nó chiều mà ra đây là mình đi thăm cái quang cảnh mình hóng mát là thấy cũng được rồi đó. Dạ. Không, bỏ hổm cái lúc mà ảnh múc mà chưa vô nước nhìn thấy ghê lắm anh Tư. Nó quá trời sâu luôn đi. Tại vì cái bờ nó, cái đìa nó nhỏ đó. Rồi mà anh thấy nó hung hút ở dưới, mình sợ mưa nó. Thì bởi vậy bỏ hổm làm gần xong mà hôm qua ghi hình mình thấy quá trời sợ luôn. Mình sợ trời quốc đám mưa lớn cái nó chịu không nổi. Mà bây giờ anh vô nước thì yên tâm rồi đó. Nhưng mà bây giờ anh vô nước anh hết sợ rồi. Có cái bữa làm kìa. Bữa làm mà chưa xong á, anh thấy khủng khiếp lắm, ghê lắm. Dạ. Vậy cũng mừng anh nè. Chưa,
chuối thì đối phó thôi, đối phó hàng ngày thôi. Còn trồng cái loại mà đặc sản thì nó có tương lai hơn. Cái kia dạng đồ nhật hàng ngày thôi. Hư đất rồi nè. Với anh Tư nước bên này đẹp quá anh Tư. Còn nước ở bển là mình lấy nước từ ruộng xuống không à. Ruộng xuống thành nước phèn nó không có đẹp gì gì. Có đặt bọng chỗ ra xong luôn. Nhưng mà nước này vô không nổi. Phải cao vô không nổi. Anh Sáu nó anh khai ra bớt á. Quá đẹp luôn anh Tư. Trong gieo luôn. Ủa cá hô sợ nó ăn cá tạp không Tư? Không. Dạ. Nó bụng con thì nào á, nó ăn là con ăn với cái tảo này. Ủa nó ăn rong ăn tảo rồi hả? Chứ không phải là ăn cá con hả? Thấy cái miệng nó bự quá sợ nó ăn cá con. Bụng ha. Không có tử, có ruột thôi ha. Nó ruột mà nó vô nó có một cục ruột dài nó một phút. Mà ở ngoài là hai cái đường vô của nó đó. Con cá 5 kg. Mà nó có hai bên đó, nó có hai cái đường vô của nó, hai bên đó là hai cái lỗ bằng cái đầu đũa ống ăn mình. Có nghĩa là nó không nuốt được trọng được con cá lớn. Cá lớn nó vô tới đó nó mít dịch rồi, nó đâu có ăn được, đâu có ăn được. Vậy là chủ nó chủ yếu nó ăn rong tảo thôi. Chủ yếu là nó ăn rong tảo, bởi vì nó mới miệng nó bự, nó hớt nước nó ra xì hay mang nó giống như mấy ông cá voi rồi vậy hả? Bởi vì cá hô là ai mấy ông kia nó câu vô nó ăn mà miệng nó mà không ăn mà nó ta mặn ra ta kiểm tra kỹ càng rồi mà khám đàng hoàng phải không? Mà buộc nó vô hút buộc trong là nó cháu nội anh hả? Dạ cháu ngoại. Cháu ngoại hả? Nó con của Phương Bỉnh rồi. Dạ về thăm ngoại đó hả? Đâu, nó ở bên đây rồi, nó ở bên đây hả? Phương là bé Út hay nào anh Sáu? Thảo bé Út. Thảo bé Út hả? Nhỏ là còn Phương là có những cũng học giáo mà. Không, nó giờ nó không có giáo mà nó buôn bán ở bên xuống nữa. Buôn bán ngay rồi hết á. Ngoài. Không có con làm đi. Đi xuống. Đi xuống cho ngoại hả? Trời ơi hết sóc thôi có đã không? Tắm kiểu kêu chi lo cái đi quên hả? Cái đi quên hả? Dạ anh em. U của nặng nữa ha. Mấy cái nhánh dài thì không cần ha. Cái nhánh dài không cần mà nó cần gì nó cháy cái nữa nó đeo. Đeo, cháy đeo ha. Cái cháy nó đeo sát. Cháy đeo cái lùm cứ đeo á. Nó đeo đeo thân vậy. Nhưng mà này nhìn xa là cái dáng cũng đẹp hả Tư? Đầu cũng đội vô đuôi chuột ha. Đây cũng công phu lắm à. Thôi về luôn anh Sáu ơi, về Tư ơi. Trời cũng tắt nắng rồi. Trong một trang nữa nè. Rồi giờ coi lại cái vuông của ông anh Sáu nữa. Giờ mình sẽ nó tổng qua. 1, 2, 3. Vậy là bờ mới là 2 cái bờ ngang và 3 cái bờ xuôi hả anh Tư? 2 cái bờ ngang, 3 cái bờ xuôi. Và xung quanh là tất cả là 5 cái bờ ở giữa. Và xung quanh cái bao ngạn, xung quanh 4 cái bờ cũ nữa là 9 cái bờ đúng. Thank you.
cái hôm nay mình sẽ chung quanh của anh sẽ không. Sao nãy thấy cái sách đồ dép hơn sao? Mình nãy thấy sao? Sách đồ dép theo không? Ủa, quần dừng dép bệnh phải không? Đi mà không nhớ luôn. À, bây giờ đi không nhớ sách quần đồ dép. Mà anh Sáu nói là cái quần với đồ dép là mình bỏ ở bên chỗ bên kia quý vị. Giờ bây giờ mình trở lại đây. Đây. Giờ mình đi trở về cái chỗ cái bờ mình với bờ anh Út đó mình xuất phát đó, mình giờ mình lội tắt trở về ruộng bây giờ. Và cái bờ anh Sáu hôm nay anh đã hoàn thành, anh hoàn thành thật luôn rồi. Bây giờ anh chỉ chờ trồng trọt với chăn nuôi nữa rồi thôi. Anh em mình rủ nhau mà một cái máy làm tất cả các vuông rồi quý vị. Bây giờ quý vị thấy không? Cái bờ ao của ảnh bây giờ nước rất là đẹp, xanh biển biếc luôn. Đây, ba cái bờ xuôi, hai bờ ngang là năm cái bờ và bốn cái bờ bao ngang cũ nữa là chín cái bờ. Rồi giờ mình lội trở về cái đường máy cuốc hôm trước họ đi qua đây, họ cuốc bờ rồi quý vị. Đây, cái đường này, cái đường hôm trước họ đi qua này. Bây giờ mình đi trở lại. Đây, bây giờ mình đi trở lại đây. À, là cái đường hôm trước này xa lúa quý vị, nay nó xanh này. Và mặt trời bên kia đã tắt nắng rồi đó quý vị. Mình đi từ mặt trời mọc trở về mặt trời lặn. Mình đang lội ngang ruộng. Đó, quý vị thấy cái ruộng lúa bây giờ xanh rờn luôn. Bên kia đó là cái nhà nuôi yến. Rồi, mình đi tới cái bờ của anh Thứ Út. Cái đường này là cái đường đây là cái đường là nhà lên cha mình. Bữa nay không xong nữa anh Út, chắc bữa nữa quá. Giờ nghỉ đã hả? Mệt làm dưỡng sức rồi chứ. Mà tiếp theo mà
làm thế là mình trả về cái bờ mình nè quý vị đó, mình trả về khu bờ mình nè. Hôm trước mà mình đưa cái cô Ba ở đây làm cái gì, cô Ba mình múc ba gào đây, ba gào cho cái dừa nè, muốn mình bỏ mình đắp cái đập này lại luôn. Đó là cái đập này nó bít luôn, không còn đổ nước ra ruộng nữa. Rồi, đi trở về quý vị. Đây, bỏ đồ đạc ở đây, bỏ đôi dép ở đây luôn. Giờ đây là cái ao của anh Út nè, đó bên này cải tạo tới đây anh bơm nước vô đây cũng đầy rồi. Rồi bây giờ mình trở về cái phía bờ của mình. Đi làm vườn quý vị mà cuối cùng chẳng đạt làm được cái gì hết, đi xung quanh thăm vườn rồi trở ra trở về trở lại. Và nói chung là hôm nay mình đi tham quan có đem đồ ra vườn mà chẳng sửa dừa sửa gì được bao nhiêu. Bây giờ mình đi trở về. Ai tới nơi chỗ cũ vậy. Rồi là cái bến của mình đáp rồi đây. Bây giờ mình tạm dừng ở đây quý vị, rồi mình lấy đồ mình làm tiếp tục. Rồi hẹn quý vị theo clip kế tiếp nha, bye bye nha.